Hello, xin chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh Máy Ấm Canada. Hôm nay là ngày cuối gia đình cầm ở thành phố Vancouver và chuẩn bị bay về Edmonton vào lúc 5 giờ chiều. Thì hiện giờ là 11 giờ sáng, ông xã cầm check out ở hotel ra hơi sớm chút xíu để mà mình có cái thời gian mình đi ra một cái công viên ở gần khu vực này đó. Thì công viên này hình như nó tên gọi là Elizabeth thì phải. Thì ra đây khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi thì mình phải lấy xe ra phi trường. Thì mình ra phi trường sớm nó đỡ hơn các bạn. Như các bạn biết, nếu mà trường hợp mà các bạn du lịch đi chơi qua bên Vancouver hay là Toronto, mấy cái thành phố lớn như thế này á, thì lớn nhỏ gì cũng vậy, nhưng mà đặc biệt những cái thành phố lớn như thế này á, là nó dễ bị kẹt xe lắm các bạn. Cho nên để tránh những cái rủi ro như vậy thì mình phải xuất phát cho nó sớm, giống như còn rộng rãi thời gian để mình có thể ra phi trường mà vẫn có thể enjoy một chút xíu trước khi về lại Edmonton. Thì đây là cái khu vực đi vô cái công viên Elizabeth này các bạn. Thì cái view ở đây rất là đẹp. Như cầm có quay những cái video trước á, là những cái công viên ở bên Canada này, bất cứ thành phố nào thì các bạn thấy nó giữ cái vẻ rất là natural, giống như là thiên nhiên hoàn toàn luôn các bạn. Cho nên khi mà các bạn đến đây, các bạn cảm thấy một cái bầu không khí rất là mát mẻ, yên tĩnh, trong lành. Thì cái view ở đây các bạn thấy xa xa là những cái căn nhà đó đó, thì cầm nói là nhiều triệu view chứ không nhiều triệu thường nói là triệu view, nhưng mà cái này mình nghĩ là nhiều triệu view chứ không phải là triệu view đâu. Cái view ở đây rất là đẹp luôn. Nội cái đối diện cái công viên này là một cái khung cảnh nó rất là thơ mộng, mà cái khu vực lại yên tĩnh nữa các bạn. Cho nên nếu các anh chị nào mà sống ở thành phố Vancouver này có thể nhìn ra là biết những cái căn nhà này giá trị như thế nào, nhưng mà cầm nghĩ rất là mắc. Ok, cầm mời quý bà cô chú anh chị cùng theo chân gia đình cầm để đi xem cái khu công viên ở trong đây như thế nào nha. Hiện giờ là ông xã cầm cũng đang đi tìm cách để trả tiền đậu xe parking ở đây nè. Thì bây giờ nói chung là trong đây là đi bộ thôi nha. Mấy anh này là hiện giờ là rất là nắng luôn, cho nên rất là mệt mỏi này. Thì cầm nói thôi coi, con cũng ráng đi để vô đây coi thử như thế nào. Xa xa thì có cái đám cưới của người dân châu Phi đó các bạn. Thì mình cũng không có dám quay. Thì ở trong đây thì du lịch cũng rất là nhiều. Ok, thì cầm mời quý bà cô chú anh chị cùng theo chân gia đình nha. Các bạn thấy không, một cái công viên quốc gia nó lớn cỡ này mà đi gì nổi đó. Yeah, and down below there's the gardens. Mệt quá hả con? Công viên này nói với tiếng đi đâu có nổi. Nắng quá, dư thì xuống dư chịu người nói mệt thấy mà. Chỗ nó quá rộng á các bạn, mà nắng như sao nắng luôn. Đi cái này về là thành miên hết luôn. Nước da đen hết luôn. Rất là rộng luôn các bạn, một cái khu công viên ở đây là lớn lắm. Nè, đứng trên núi nhìn xuống dưới đó kìa. Giờ để vô trong đây coi có hoa hay gì coi mà mát mát không. Nắng quá. Vô trong đó thì chắc dạng như có mấy dạng cây của như áp anh Thanh cầm, mà có mấy cây của mấy cái xứ nhiệt đế á các bạn, mà vô đó phải trả tiền. We have to pay to get inside there. Yeah. Không có đem cái quên sức kem chống nắng à. Chắc giờ chắc đen hồi lùi luôn quá. Nó mênh mông như thế này nè. Nãy đi thấy mấy cái đám cưới của người châu Phi nha các bạn. Cái chỗ để cho một tay vô. Ồ, trên đó có chỗ đậu xe nữa mà nãy cầm kêu ông xã cầm chạy lên đó mà ông không chịu.
Các bạn thấy mênh mông không? Đứng ở đây mà cả nó cao đến mức độ mà các bạn thấy cả một cái thành phố ở dưới đó luôn kìa. Hiện giờ cầm đứng ở trên cái công viên này mà nó cao cái mực đất mà nó cao hơn cái mặt đất liền ở dưới. Dễ sợ không? Nè. Xa xa là cả một cái thành phố ở dưới đó, các bạn thấy mình thấy nhìn vô cái góc độ này nó cao cỡ nào. Nè. Một cái thì nó xây mút xuống dưới lớn dưới đại dương. Còn đây thì đất của Canada rộng lắm các bạn, rộng mênh mông luôn. Các bạn thấy không, đi vô trong đầy nổi tiếng, vô công viên cho sang chứ thật sự nó rất là lớn. Đi chút xíu là mệt luôn các bạn, mệt đừ luôn đó. Thì khi quay lên thì các bạn thấy cái khí hậu giống như là mát mà nắng đẹp ha. Thực sự bên ngoài rất là nóng, đối với cầm nó quá nóng luôn. Rồi thêm đi lên núi xuống núi như thế này rất là mệt. Anh này thì anh không có quen đi bộ nữa. Cho nên mà dẫn đi công viên như thế này chút xíu là lốt cuộc cũng là một cầm ẩm hay là papa ẩm ảnh thôi. Chứ anh đi nhiều quá anh đi không nổi, mệt. Anh không biết là anh... làm biến hay là sao không biết, nhưng mà anh đi nhiều anh chưa không nổi các bạn. Mấy con thì ok, cho nên khi mà vô đây giống như là các bạn thấy không, nói tiếng công viên nhưng mà thực sự giống như là khu vực sinh thái vậy đó, giống như Việt Nam mà cầm hay nghe nói là đi chơi ở những cái nơi mà ở có cái khu vực sinh thái, thì ở đây người Tây rất là thích những cái dạng như thế này các bạn. Họ đi chơi, họ vừa chạy bộ vào ngày cuối tuần đó, họ chạy bộ, họ tập thể thao rồi đi tới đâu là ngồi tới đó này kia. Thì mình thì đi qua du lịch thời gian thì có hạn, mà đi cái kiểu này nó rất là mệt luôn các bạn. Nhiều khi đã bước chân vô trong đây đi rồi đó, mình sợ là khi mà mình đi vô là có một cái lối mình đi vô thôi, rồi mình đi theo cái lối mòn đó riết là tới cái lối ra. Mà cái thời gian của mình thì nó hạn hẹp, mình sợ là trời đi vô như thế này chút nữa mình muốn quay lại mình quay không có kịp đủ thời gian để mình về lại Edmonton đó các bạn. Sợ nhiều khi cái công viên này nó quá lớn đó. Nhưng mà cũng may mắn là khi xuống hết cái khu vực vườn hoa này là nó có cái lối đi lên. Giờ này là quá mệt rồi đây. Thì cái vườn hoa bên đây á, là nó có hàng rào đồ sẵn hết rồi các bạn. Nó không có cho mình vô á. Cho nên muốn có chụp hình hay này kia quay phim cũng đứng ở vòng ngoài như thế này thôi. Chứ mình cũng có vô trong đó được. Thì cái những cái hoa ở đây á, rất là đẹp. Có mấy cái loại hoa mình thấy nó ngộ lắm. Cái lá đó các bạn nhìn xa xa màu đỏ đó. Tưởng giống như là hoa, thực sự không phải các bạn. Không biết cái bông, cái lá này là lá gì mà nó đỏ rực rỡ luôn á. Quay phim lên không biết có đẹp không, chứ bên ngoài rất là đẹp. Mà khi cầm nhìn xa thì cầm tưởng nó là hoa. Hoa mồng gà hay này kia, mà khi lại gần cầm quay gần vô á thì nó là cái dạng lá các bạn, y như cái dạng lá rau dền của mình vậy đó, mà nó được đỏ rực rỡ luôn đó, rất là đẹp. Thì ở đây là cầm cũng thấy hình như có tre nữa các bạn, có cây tre rồi nó làm mấy cái bờ suối róc rách rất là đó các bạn thấy không, cái lá nó đỏ rực nhẹ. Cầm không biết cái này nó là gọi là cái gì mà nhìn xa giống như là hoa vậy, rất là đẹp, sạch sẽ lắm các bạn ơi. Mấy cái lục bình nè, lục bình bèo bọt nè. Vô đây công viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn, không có tiền vô cổng nha, chỉ có đậu tiền parking thôi nha.
Yeah, we can climb up and then just take the car. Giant. Ừ. Ờ, cái lá này lá gì mà nó bự dễ sợ, kinh khủng khiếp. Nó bự chiều ngang của nó là bằng bằng cầm luôn á các bạn, cái tàn của nó một cái lá cũng 1.5 mét luôn. Bèo. No, you do like that, that's why you can get headache. That's, I don't know. That's taboo. I know it's taboo, right? Yeah. When we was little, we said we play with the hat, spinning the hat like that. It's headache. And being taboo. Yeah. What is taboo? Hồi nhỏ là con cứ lấy cái quả cái hồi nhỏ má mi mà cứ mình lấy cái nón mình quay vòng là khi mình mà đeo lên là nó sẽ. No, tell me what taboo. Is you not allowed? Hay à, đi lên, đi xuống, giờ phải leo lên nè. Ở bên đây cầm thấy chuộng cái bông màu này ghê các bạn, hay là nó chịu nắng chịu mưa gì không biết mà nó nhiều ghê luôn. Ghê luôn. Ok, bây giờ cầm ra xe và chuẩn bị ra phi trường và bay về Argentina nha. Cầm cảm ơn quý bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đón xem video của Cầm. Các bạn ơi, nếu các bạn là người mới, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Cầm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cái view ở đây quá đẹp. Mà mệt lắm các bạn, hiện giờ nắng á. Nè, chị đậu nè, đi hết cái công viên này. Chịu gì nổi. Cái khu nhà ở đó quá đẹp luôn. Cầm nghĩ không hề rẻ đâu nha. Nhà trước công viên như thế này. Có nghĩa là đi xuống đào thao thì nó hơi xa, nhưng mà cái khu sạch sẽ đẹp ha. Phải có điều kiện mà đây là nhà chung cư thôi, nhà dạng căn hộ thôi chứ không có single home. Ok, bye bye.
Trên con đường lái xe ra phi trường đó các bạn, thì hai vợ chồng cảm thấy giống như hai bên đường là hiện giờ nó có những cái dự án giống như ở bên thành phố Edmonton cầm cũng vậy. Những cái khu nhà mà nó từng 60-70 năm trở lên rất là cũ kỹ đó các bạn. Thì thay vì mà nó phá nó xây một lượt thì bây giờ giống như là nó chờ những cái người bán nhà này đi từ từ rồi nó mua cứ hai căn thì nó sẽ cắt ra thành 3-4 căn dạng townhouse như thế này. Thì nó làm cho cả một cái khu vực trở thành mới từ từ luôn. Thì nếu các anh chị nào mà ở thành phố Edmonton thì cũng thấy ha, ở những cái khu vực mà ở dưới 118 khu vực gần chùa Trúc Lâm đó, thì các bạn thấy hiện giờ là người ta mua những cái căn nhà cũ rất là nhiều để mà xây lên thành ra những cái căn nhà duplex townhouse như thế này. Thì ở khu vực này thì Cầm không biết nó tên là cái gì, nhưng mà khu vực này Cầm thấy nó xây rất là nhiều dạng townhouse như vậy, mà nó để là sắp tới sẽ có những cái dạng townhouse mà luxury là dạng như cao cấp đó, thì nó nằm ở khu vực như thế. Thì trong lúc nói về nhà cửa thì ông xã Cầm mới nói là có một người bạn làm chung á, thì nghe ông xã Cầm qua bên Vancouver thì có nói là gia đình ổng hầu như ở bên Vancouver hết, chỉ duy nhất ổng có một mình ổng bên này thôi. Thì ông xã Cầm nói sao mà kỳ vậy, thì ổng nói là thực ra khi mà ngày đầu tiên cha mẹ ổng định cư qua Vancouver á, là đầu tiên mà ổng là sinh đẻ bên đây luôn, nhưng mà ổng mua về Edmonton thì khi mà ổng mua về đó thì ổng có nói giỡn với những người nhà là thôi mày ở bên đây đi, rồi nếu mà trường hợp mùa hè hay này có những cái lễ Christmas này kia thì gia đình của ổng sẽ bay qua thăm ông bà, chứ còn những cái người mà bên đây thì ổng biết là không có đi thăm ổng được. Ổng nói giỡn như vậy đó, ổng nói tại vì tiền vật giá bên đây rất là cao các bạn, nếu mà các bạn giàu thì thôi không nói, Cầm không nói tới những cái dạng đó, nhưng mà ổng nói trời ơi, để mua được căn nhà bên đây nó rất là khó, mỗi hàng tháng nếu mà không mua nhược nhà thì mà mướn thì cứ tiền mướn nhà với lại tiền mortgage không, ổng nói nhức đầu lắm các bạn, ổng nói quá nhiều luôn. Mà cái nhà thì nó không giống như mình sống đi cùng cái nhà cũ kỹ như vậy, chứ nó không có được giống như là khang trang như những gì mà ổng hiện giờ ổng có. Thì cái đó là cái cách của ổng nói chuyện. Ổng nói mắc cười, ổng nói hàng năm tao còn đi chơi, tao qua thăm tụi bay được, rồi tao còn đi Mexico, đi chỗ này chỗ kia chơi, còn tụi bay ở bên đây thì tụi bay để dành tiền trả tiền nhà đi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn của ông xã Cầm kể cho ông xã Cầm nghe trong lúc lái xe, thì ông xã Cầm kể lại cho Cầm nghe như vậy. Bạn coi, vừa check in vô là đi ngang cổng là thấy pizza, là bắt đầu giờ ba cha con nói giờ thèm pizza, nghe mùi là giờ phải vô ăn liền. Nói họ pizza rất là ngon, chưa ăn mà biết ngon dữ chưa. Pizza. Đói bụng quá luôn á hả? Đu đỏ. Một miếng pizza vậy 20 đồng mà các bạn. 1, 2, 3, 4, một miếng như vậy 5 đồng. Thôi ơi, một miếng 20 đồng. Hai cái vậy 40 đồng, quá chục ép. How about we have this in the airport? Hey!
saved some pizza. That's incredible. Save some pizza for me. Save that for me too. That was a big bite. Thank you. That was a big bite. Come and try the red.